3 thẻ vàng. Vẫn là cầu thủ Hải Phòng. Những giây đá bù giờ cuối cùng, và có lẽ tỷ số 2-0 sẽ được duy trì cho đến khi kết thúc trận đấu dành cho đội khách QRK Quảng Nam. Các cầu thủ Hải Phòng tỏ ra không hài lòng với những quyết định của trợ lý trọng tài Trần Trung Hiếu. Đã có những phản ứng từ phía cầu thủ áo vàng. Người đang phản ứng gay gắt nhất với trợ lý của trọng tài Trần Trung Hiếu là trung vệ Đinh Tiến Thành.